Bệnh viện Phụ sản Âu Cơ Sài Gòn, Biên Hòa cần tuyển gấp 2 nhân viên lái xe có bằng B2 trở lên. Mô tả công việc: thực hiện việc lái xe đưa đón bệnh nhân, bác sĩ, lái xe cấp cứu, quản lý và bảo vệ phương tiện hàng ngày. Yêu cầu công việc: giới tính nam, trên 28 tuổi, có bằng lái xe B2 trở lên. Không yêu cầu trình độ: có kinh nghiệm lái xe du lịch 7 chỗ tối thiểu 2 năm. Thông thạo đường xá khu vực Biên Hòa và tuyến đường Biên Hòa thành phố Hồ Chí Minh, khu vực các bệnh viện lớn. Quyền lợi được hưởng: mức lương trên 10 triệu mỗi tháng, được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi ký hợp đồng lao động chính thức. Được hưởng các phụ cấp của công ty như thưởng đột xuất và thưởng cuối năm. Đánh giá và tăng lương theo đúng năng lực thường xuyên. Được đi tham quan du lịch hàng năm. Yêu cầu hồ sơ bao gồm: một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ, photo cầm chứng giấy tờ bằng cấp có liên quan. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ: Bệnh viện Phụ sản Âu Cơ Sài Gòn, Biên Hòa. Địa chỉ: 47/19A, Điểu Xiền, khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Email liên hệ: phuong.mac@bệnhvienaucơ.com.vn. Số điện thoại liên hệ: 0251 3812 345, 0978 778 224, 0164 430 3634. Gặp anh Cường hoặc chị Nguyên. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: ngày 31 tháng 5 năm 2018.